Xin kính chào tất cả các bạn. Sau khi tôi khảo sát rất nhiều CEO về các cái khó khăn gặp phải và nhận được như vậy là hơn 210 câu hỏi. Và như vậy thì trong đó có rất nhiều các khó khăn. Nhưng một số trong đó có tập trung vào khó khăn là không bán được hàng. Vậy thì cái việc mà không bán được hàng nguyên nhân ở đâu? Cái nguyên nhân thứ nhất mà trọng yếu nhất đấy các bạn đó chính là vấn đề chúng ta không xác định được đúng cái phân khúc khách hàng. Chứ các bạn, khi mà không xác định được đúng cái phân khúc khách hàng mong đợi của mình á, thì nó đã bị sai ngay từ đầu của chuyện đó. Mà không xác định được phân khúc đúng, chắc chắn nó dẫn tới cái chuyện là chúng ta rất khó khăn tìm kiếm đúng cái thị trường. Bởi vì phân khúc mà mình đã không chọn được đúng thì làm sao tìm được đúng, đúng không các bạn? Và khi đã không tìm kiếm đúng thị trường thì mặc dầu như vậy đội xeo ta vẫn cứ bán. Do đó là sale sẽ không thu hút được khách hàng bởi vì không đúng cái cái khách hàng mục tiêu mà chúng ta phục vụ. Mà anh chị để ý như vậy là toàn bộ đội sale này đều cật lực làm hết nhưng sẽ không bán được hàng, do đó là cái sự lãng phí rất là lớn. Cái việc đó nó sẽ dẫn tới là doanh thu và lợi nhuận chúng ta sẽ bị giảm, thậm chí sẽ dẫn tới cái sự phá sản. Vậy thì các bạn cũng đã đồng ý với tôi rất là nhiều là từ cái nguyên nhân quan trọng nhất là không xác định đúng phân khúc khách hàng. và các bạn biết không? khi mà chúng ta xác định được đúng phân khúc khách hàng, chúng ta vẫn còn có những cái khó khăn ở công đoạn kế tiếp là tìm là tìm kiếm đúng này, rồi thu hút này, đấy, đấy như vậy. do đó nếu ngay từ đầu mà đã sai rồi, thì sai một đi nó đi một chậm. vì vậy chúng ta cần phải cai gen để bán hàng thành công. có nghĩa là anh chị sử dụng bằng cái nghệ thuật đỉnh cao của anh chị là chúng ta chuyển giao cái giá trị thật của sản phẩm dịch vụ của chúng ta để tập trung vào những cái sự khác biệt của chúng ta và tạo ra ngay cái hiệu quả ngay tức thì các bạn nhé vậy thì cái điều đầu tiên làm sao để chúng ta phân khúc được thị trường định hướng vào khách hàng mà đúng đấy đó thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị là chúng ta nắm được tám cái tiêu chí phân khúc thị trường tốt đương nhiên cái tám tiêu chí này đó các bạn nó sẽ tùy thuộc vào bối cảnh của mỗi công ty mà cái tầm quan trọng của tám tiêu chí này nó sẽ khác nhau. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xác định cái tầm quan trọng của nó rồi sau đó chúng ta sẽ thực hành cái việc là kỹ thuật đánh giá lựa chọn cái phân khúc thị trường tốt để chúng ta có thể tăng được lợi nhuận. Khi ta chọn được cái phân khúc thị trường tốt đó các bạn là khả năng chúng ta có thể dẫn đầu trong cái thị trường ngách đó chứ không phải là chúng ta kiếm uh, một cái, chúng ta tham gia một cái thị trường rất rộng lớn mà cái phần của chúng ta rất là nhỏ các bạn nhé do đó mà anh chị nào mà hay nói như thế này là sản phẩm dịch vụ của tôi có thể bán được tất cả mọi đối tượng ấy thì điều đó có nghĩa là chúng ta không bán được cho ai anh chị anh chị nghe và anh chị nhắc lại dùng tôi nhé nếu sản phẩm dịch vụ của chúng ta bán được tất cả mọi đối tượng khách hàng điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng bán được gì cho ai cả anh chị có thể comment đấy và cái điều thứ ba sau khi chúng ta xác định được phân khúc thị trường đúng rồi và chúng ta có lựa chọn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mô tả chân dung khách hàng một cách rất cụ thể một cách rất chi tiết về khách hàng mục tiêu của chúng ta cái chuyện này nó sẽ dẫn tới cái điều thứ hai giúp cho chúng ta tìm kiếm đúng thị trường đúng các bạn, đội sale người ta hiểu được là thị phân khúc thị trường của mình là ai và mô tả chân dung khách hàng rồi thì đội sale sẽ đi tìm ở trên thị trường những khách hàng nào đúng với cái chuyện đó. Mà muốn muốn biết được khách hàng nào đúng á, thì chúng ta cần phải hiểu được là nhu cầu mong đợi thực sự của họ là gì. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn 6 cách để có được cái góc nhìn từ quan điểm của khách hàng để ta xác định được uh, những cái điều là nhu cầu mong đợi của họ. Và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật để biến cái công cụ tiếp thị 4B phở rất nổi tiếng đúng không? Ta gọi là marketing mix 4B phở chuyển đổi thành trải nghiệm khách hàng là 4C. Thời buổi bây giờ là phải làm sao trải nghiệm khách hàng tuyệt vời đúng không các bạn? Thì trước các bạn cái 4B phở, cái B phở thứ nhất là product tức là sản phẩm. B phở thứ hai là price là giá cả, B phở thứ ba là promotion là sự quảng bá, sự truyền thông, B phở thứ tư là place là cái cân phân phối là nơi mình bán hàng. Thì khi chúng ta thực hiện cái 4B phở đó các bạn Thì điều đó có nghĩa là đứng trên Quan điểm sản phẩm sẵn có của chúng ta Chúng ta đưa ra thị trường Nhưng mà thời buổi bây giờ thì chúng ta phải Dựa trên cái của khách hàng Mong đợi của khách hàng Do đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn Chuyển đổi thành trải nghiệm khách hàng 4C Có nghĩa là thay vì Là chiếc B phở là product đúng không Chúng ta hãy đứng trên cái C thứ nhất là consumer Là khách hàng Họ có nỗi đau gì họ có mong đợi gì họ có nhu cầu gì thì các bạn mới thiết kế cái, cái bê phở product cái sản phẩm mình đáp ứng cái chuyện đó cái thứ hai là chữ bê phở thứ hai là price là giá cả nhưng nếu các bạn đứng trên quan điểm của khách hàng thì nó là chữ c tức là cost ở đây là tổng chi phí khi tôi mua sản phẩm dịch vụ của các bạn thì tổng chi phí sử dụng cái đó là hết bao nhiêu tiền cái đó mới là cái quan trọng ví dụ tôi mua một cái xe máy honda của của tàu của Trung Quốc thì giá nó rẻ thật nhưng mà nó nó hút xăng kinh khủng á như vậy cái tổng chi phí nó rất là lớn do đó đề nghị anh chị hãy chú ý cái cost là tổng chi phí các bạn nhớ nhé rồi đến cái chỗ mà promotion thì như vậy chúng ta nghĩ là quan điểm khách hàng đó là communication tức là khách hàng họ thích những nội dung gì họ thích khi nào họ mới cần lực lắng nghe vậy chúng ta hiểu cái đó chúng ta truyền bá truyền đạt cái thông tin cho nó đúng và chữ B phở thứ tư là place Là cân phân phối Nhưng nếu chúng ta đứng trên quan điểm khách hàng Thì ta hiểu là chữ C là convenience Tức là cái sự tiện lợi Như vậy là tôi là khách hàng của các bạn Tôi có dễ dàng mua được hàng của các bạn Ở những nơi dễ mua hay không rồi cái sự tiện lợi nó rất là rộng nhé tôi mua sản phẩm của các bạn xong nó dễ sử dụng hay không nó dễ thanh toán không nó dễ bảo dưỡng không nó dễ xử lý sau khi loại bỏ hay không vân 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 vậy các bạn hiểu không dựa trên cái 4 c nó rất là tuyệt vời đúng quan điểm của khách hàng điều đó tức là chúng ta sẽ sử dụng đồng thời cả 4 b phở và 4 c để chúng ta làm cho khách hàng của chúng ta dễ dàng hơn cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn thì tức khắc lúc đó chúng ta sẽ gì à? tăng được lợi nhuận thôi các bạn. Và điều thứ ba, tức là vấn đề làm sao thu hút được khách hàng sau khi điều thứ nhất là chúng ta xác định được phân khúc thị trường đúng. Điều thứ hai, ta tìm kiếm đúng khách hàng rồi. Đến điều thứ ba, ta thu hút khách hàng. Thì trước các bạn, đội sale của các bạn ấy, thường có một những, trong những cái sai lầm rất lớn cái sai lầm thứ nhất là đội sale ấy vì KPI vì áp lực doanh số họ lao ra thị trường họ chọn sai khách hàng với thế là bán mãi không có được Điều thứ hai là các cái ngộ nhận khi sale bị khách hàng nói rằng giá của các bạn rất là cao, do đó họ tưởng nhầm về cái chuyện đấy. Đúng không? Và họ mất bình tĩnh các bạn, họ không tin tưởng vào những cái những cái khác biệt của sản phẩm dịch vụ của mình, họ cứ nghĩ rằng sản phẩm mình bị giá cao giá cao. Và điều thứ ba tôi gọi là cách sale ngược, thay vì nhiệm vụ chính của sale á là thuyết phục khách hàng, họ lại quay trở vào họ thuyết phục ban lãnh đạo, đấy là sale ngược. Làm như thế thì làm sao bán được hàng được? Rồi vấn đề thứ hai trong thu hút khách hàng là truyền thông hiệu quả đến khách hàng. Thì muốn truyền thông hiệu quả đấy các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng ra cái bản đồ cạnh tranh dựa trên những yếu tố giá trị khác biệt của chính bản thân sản phẩm dịch vụ của công ty của các bạn để thu hút khách hàng. Rồi sau đó dựa trên cái đó chúng ta sẽ tiến hành cái kỹ thuật xây dựng cái thương hiệu nội bộ không đồng các bạn nhé. Tức là chúng ta trước sau gì chúng ta đều phải thực hiện cái chuyện này thôi và chúng ta sẽ xây dựng cái thương hiệu nội bộ đó để mà tất cả mọi cán bộ công nhân viên nhất là đội xe họ tin tưởng vào những cái điều khác biệt tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ tin tưởng vào công ty để từ đó họ tạo ra thu hút khách hàng giúp cho khách hàng tin tưởng khách hàng mua điều đó là sẽ dẫn đến bền vững các bạn nhé và tôi hướng dẫn các bạn cái này nó không có tốn phí gì cả về cái vấn đề xây dựng thương hiệu nội bộ rồi điều thứ ba là chúng ta sẽ xây dựng những cái nội dung truyền thông như thế nào để tạo ra sự khác biệt này, hiệu quả để thu hút khách hàng bằng các cái giá trị thực sự các bạn. Tôi sẽ minh họa cái cách làm những bài giới thiệu ngắn của công ty rồi xây dựng lên những cái câu chuyện rất là story để chúng ta truyền thông. Và tôi hướng dẫn các bạn nếu các bạn nào muốn tự làm video về những chuyện này, tôi hướng dẫn luôn. Còn nếu mà các bạn thuê bên ngoài thì các bạn cũng biết cách chọn những cái nơi để mà chúng làm video chúng ta chúng ta biết cách để giám sát họ là thực hiện cho đúng những cái sự khác biệt của chúng ta và thưa các bạn đến điều thứ ba là kỹ thuật bán hàng dựa trên giá trị khác biệt chứ không dựa trên giá cả và như vậy là tôi chia sẻ cho nhân viên của bạn ba cái câu hỏi vàng để làm sao chúng ta lắng nghe chúng ta thấu hiểu được đúng những nhu cầu mong đợi và nỗi đau của khách hàng hiểu cho đúng rồi sử dụng cái nghệ thuật bán hàng đỉnh cao là chuyển giao cái giá trị thật á, dựa trên cái bản độ cạnh tranh của chúng ta đấy. Cho khách hàng chúng ta bán hàng không có lói láo các bạn nhé. Hoàn toàn dựa trên những giá trị thật sự của chúng ta. Và tôi chia sẻ một cái phương pháp bán hàng đó của riêng Trần Đình Cửu tôi trong 27 năm là bán hàng cộng với 27 năm coaching á Thì tôi gọi là đó phương pháp của tôi là phương pháp bắn tỉa. Các bạn biết là các bạn nghe kỹ nhé. Bắn tỉa. Bắn tỉa có nghĩa là gì? Chúng ta nhắm rất kỹ. Và sau đó đúng mục tiêu rồi là chúng ta bắn thôi. Chứ không có cho cái mà là bắn liên thanh. Làm cho khách hàng rất là điếc tai. Làm cho khách hàng coi như là cảm thấy quá ồn ào. Mà khách hàng không thích chúng ta. Và điều thứ tư cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là các bạn. Điều thứ tư cực kỳ quan trọng. Đó là làm sao để chúng ta tính toán được cái sự hiệu quả của hoạt động sale và marketing. Đây là điều rất mong đợi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đương nhiên tôi chia sẻ với các bạn cái công thức này là nó áp dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ các bạn nhé, chứ còn công ty mà lớn như Dr. Thanh á, thì không có thực hiện cái công thức này mà sẽ có công thức khác các bạn. Như vậy, đây các bạn cụ thể đây ạ, công thức tính cái việc mà tuyển thêm sale hoặc giữ sale hoặc loại bỏ sale để chúng ta tối đa hóa cái lợi nhuận của công ty các bạn thường lấn cấn cái chuyện này tôi cần tuyển thêm người hay không hay là tôi có phải giữ nhân viên sale này hay loại bỏ để vấn đề là tăng doanh thu tăng lợi nhuận đúng không thì có một cái công thức tính rất là chính xác giúp cho các bạn để quyết định trên cơ sở là tối ưu hóa cái lợi nhuận của chúng ta cái điều thứ hai là anh chị á không biết là cái ngân sách của mình bỏ ra cái tiếp thị này hoặc là những chương trình thử nghiệm khuyến mãi này hoặc là đầu tư cái quy mô lực lượng bán hàng của mình đấy, tức là những điều anh chị muốn đầu tư vào sale marketing ấy, anh chị không biết là dùng cái chỉ số đo nào để đánh giá tính hiệu quả. Thì các bạn tôi sẽ chia sẻ các bạn cái bí mật về cái chỉ số đó để quyết định những cái chuyện này. Đây là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay bị vướng. Rồi vấn đề thứ ba cực kỳ quan trọng nữa đó là kỹ thuật tính toán định giá và lợi nhuận một cụ thể nhé các bạn thấy không nếu các bạn có thể tăng được giá sản phẩm đó, do cái đặc điểm của bạn cái giả sử các bạn có thể tăng được giá nhưng khi các bạn tăng giá thì có khả năng là gì là khả năng doanh số sẽ bị giảm đúng không do đó tôi sẽ giúp cho các bạn là xác định được cái doanh số giảm tối đa là bao nhiêu để cái lợi nhuận nó vẫn bù đắp được cái việc giảm doanh số đó trường hợp ngược lại là do cái bối cảnh kinh doanh của các bạn các bạn lại lại là giảm giá các bạn khuyến mãi thì như vậy lúc đó khả năng doanh số sẽ có thể tăng đúng không? Thì chúng ta cần phải xác định được doanh số tăng tối thiểu là bao nhiêu để có thể lợi nhuận vẫn bù đắp được cái việc giảm giá đó. Vậy anh chị nhé, nó có bốn phần như vậy để chúng ta bán hàng thành công. Thì cái chuyện đó đó các bạn, tôi gọi là cái chương trình rất đặc biệt là chương trình khoa học Kaizen bán hàng thành công giúp cho các bạn làm chủ tất cả bốn vấn đề đó thì thời gian và kinh phí đầu tư như sau các bạn. Về thời gian học là khai giảng vào thứ tư ngày 14 tháng 9, học qua Zoom các bạn nhé, là 10 buổi từ 15 giờ đến 16 giờ 30. Chúng ta học trong giờ hành tránh nhé, bởi vì học buổi tối chỉ có là CEO mới học thôi, còn buổi ban ngày thì và nhân viên người ta mới chịu học do các bạn chịu khó cắt thời gian ra. Nhưng chúng ta được có lợi lợi ích rất là lớn là qua bốn cái vấn đề đó chúng ta bán hàng thành công. Và như vậy là thời gian là 10 tuần thứ tư hàng tuần bắt đầu chúng ta học một buổi một tuần đấy các bạn tại sao một buổi thì học có một tuần thôi để nhân viên của các bạn tham gia học là làm bài tập là tôi sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng cái chuyện đấy và kinh phí đầu tư đó các bạn chỉ có là 3 triệu đồng một người các bạn nhé vậy thành phần học đó là CEO và các cái người phụ trách sale Vậy thì anh chị quan tâm anh chị hãy đăng, nhanh tay đăng ký theo đường link kèm theo hoặc là anh chị liên hệ với Mr Hồng số điện thoại 0909 839 982 hoặc là đăng ký theo đường link kèm theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công và phát triển.